Chương trình hôm nay gồm có Vùng Kursk và Taganrog của Nga liên tiếp bị tấn công bằng UAV Dộ tin ông Zelensky muốn cách chức ngoại trưởng Ukraine Chưa thấy dấu hiệu hoạt động của phi cơ trinh sát A-50 Nga Ukraine chặn các chương trình phát thanh và truyền hình của Nga Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật tránh đóng cửa chính phủ Khu mộ tập thể lớn nhất được khai quật ở châu Âu Hai phi công Indonesia ngủ quên 28 phút trên phi cơ chở 153 khách. Trung Quốc phản ứng khi Ấn Độ điều 10.000 quân đến biên giới. Tất cả đều có trong bản tin chiều hôm nay. Quốc Huy xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 Giây Tinh Hoa thứ Bảy ngày 9 tháng 3 ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, vào đêm dạng sáng ngày 9 tháng 3, các vụ nổ đã vang lên trên lãnh thổ của Nga. Đặc biệt, tình trạng bất ổn đã xảy ra ở Kursk cũng như Taganrog, vùng Rostov. Những thành phố này đã bị tấn công bởi các UAV không xác định. Đầu tiên, mối đe dọa hỏa tiễn đã được tuyên bố ở khu vực Kursk. Sau đó, một vụ nổ vang lên khắp thành phố. Ngay sau đó, hoạt động của lực lượng phòng không Nga đã được báo cáo và thống đốc Roman Starovoy đã thông báo về việc bắn hạ một UAV. Người dân địa phương phàn nàn trên mạng rằng vụ nổ gây ra những tiếng động lớn. Ngay sau đó, các nhân chứng cho biết một loạt vụ nổ khác cũng được nghe thấy ở Taganroza. Có hơn 20 vụ nổ trong số đó. Đặc biệt là người ta có thể nhìn thấy những vệt sáng lòa phía trên phi trường. Có khả năng UAV đã bay đến thành phố từ khu vực biển Azov. Lực lượng phòng không Nga cũng lưu ý rằng các UAV bay thấp và họ đang cố gắng bắn hạ chúng bằng vũ khí nhỏ. Người ta nghe thấy loạt tiếng nổ trong 30 đến 40 phút, kênh Ross ZMI cho biết. Theo thông tin sơ bộ, các UAV của lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công vào địa phận của doanh nghiệp hàng không, một phần của khu phức hợp khoa học kỹ thuật mang tên Beriev. Được biết, doanh nghiệp này đang hiện đại hóa các phi cơ DALV A50 và A100, đồng thời bảo dưỡng các phi cơ TU-95 và TU-142. Sau đó, Thống đốc vùng Rostov Vazin Golubev cho biết lực lượng phòng không Nga được cho là đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV ở Taganrog. Ông nói thêm, hậu quả thực tế đang được làm rõ. Ông Golubev cũng cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong sau cuộc tấn công hàng loạt UAV vào Taganrog. Một nhân viên của bộ tình trạng khẩn cấp tham gia khắc phục hậu quả trên mặt đất đã bị thương và phải nhập viện. Sau đó, cũng xuất hiện thông tin về một cuộc tấn công khác vào vùng Rostov. Một số UAV được cho là đã bị phá hủy khi tiếp cận Morozov. Hãng thông tấn Strania của Ukraine mới đây đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đang cân nhắc cách chức Ngoại trưởng Dmitry Kuleba hãng Strania trích dẫn một nguồn tin ẩn danh từ văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ hiện có rất nhiều câu hỏi về ông Kuleba, đặc biệt có rất nhiều khiếu nại liên quan đến các ứng cử viên đại sứ do Bộ Ngoại giao cung cấp. Nguồn tin cho biết thêm, văn phòng của Tổng thống Zelensky nhìn chung không hài lòng với Bộ Ngoại giao. Ông Kuleba, 42 tuổi, được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Ukraine từ tháng 3 năm 2020. Trước đó, ông từng giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách Hội nhập châu Âu, Đại Tây Dương và đặc phái viên của Ukraine tại Hội đồng châu Âu. Theo Stranya, ứng cử viên tiềm năng nhất để thay ông Kuleba làm Ngoại trưởng Ukraine là Igor Zhokova, phó tránh văn phòng của ông Zelensky, phụ trách giám sát chính sách đối ngoại tại văn phòng Tổng thống. Thưa quý vị, Tướng Mykola Omichak, tư lệnh không quân Ukraine, trong một bài viết trên Telegram hôm 8 tháng 3 cho biết, hầu như ngày nào các đơn vị phòng không cũng săn lùng các phi cơ Nga. Đối phương vẫn tiếp tục tấn công các vị trí của Ukraine bằng bom dẫn đường trên không. Những phi cơ của họ không dám bay quá gần. Theo ông Mykola Omitschak, sau những tổn thất về phi cơ trinh sát tầm xa A50 và tiêm kích Su34, Su35, Nga đã giảm đáng kể số lượng các cuộc không kích bằng bom dẫn đường trên không. Ngoài ra vẫn chưa thấy dấu hiệu hoạt động của phi cơ A50 Nga ở biển Azov cũng như các mặt trận khác. Điều này làm giảm đáng kể khả năng trinh sát của quân đội Nga. Trước đó, hôm 14 tháng 1 Quân đội Ukraine đã bắn hạ một phi cơ cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 của Nga cùng với một phi cơ chỉ huy và điều khiển IL-22 trên biển Azov. Ngày 23 tháng 2, Ukraine tuyên bố tiếp tục bắn rơi một phi cơ A-50 của Nga bằng hệ thống phòng không S-200. Đây là chiếc A-50 thứ hai mà Ukraine muốn tuyên bố bắn hạ trong năm nay. Theo truyền thông Ukraine, toàn bộ phi hành đoàn trên phi cơ đều thiệt mạng. Phi cơ A-50 được thiết kế giám sát các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển cũng như điều phối các mục tiêu cho chiến đấu cơ. Hãng thông tấn TASS gần đây đưa tin, tập đoàn Rostec của Nga đang có kế hoạch khôi phục hoạt động sản xuất phi cơ A-50 để đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga cũng như các khách hàng quốc tế. Theo RT, Cơ quan bảo vệ thông tin và truyền thông đặc biệt của Ukraine ngày 8 tháng 3 tuyên bố, nước này đã chi 4 triệu USD, để chặn các chương trình phát thanh và truyền hình của Nga ở các khu vực giáp biên giới. Báo cáo nêu rằng các biện pháp mới sẽ giúp giảm tác động tuyên truyền của Nga đối với người dân Ukraine và tăng mức độ bảo mật thông tin của Ukraine. Hệ thống gây nhiễu dự kiến sẽ bao gồm 9 khu vực, bao gồm Kyiv, Kharkov và Odessa. Ukraine cần siết chặt các phương tiện truyền thông Nga kể từ năm 2014, đồng thời cấm tất cả các kênh truyền hình lớn của Nga phát sóng đến nước này. Sau khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine, Kyiv tuyên bố hầu hết nội dung truyền thông của Nga là bất hợp pháp và đã hành động để chặn các dịch vụ này. Tuần trước, Ủy ban Tự do Ngôn luận của Quốc hội Ukraine đã kêu gọi cấm nền tảng nhắn tin Telegram, mô tả đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trước đó, vào tháng 1 năm 2023, Alexei Danilov, người đứng đầu Hội đồng An ninh về Quốc phòng Ukraine lập luận rằng Telegram nên bị cấm vì hệ thống tạo ảnh hưởng của Nga đang hoạt động ở đó hầu hết các quốc gia châu Âu cũng đã ngăn chặn các cơ quan truyền thông Nga phát sóng trên lãnh thổ của họ. Với 75 phiếu thuận, 22 phiếu chống, Thượng viện Hoa Kỳ ngày 8 tháng 3 đã thông qua gói ngân sách 467,5 tỷ USD để phục vụ ngành công nghiệp, giao thông vận tải, nhà ở, năng lượng và một số chương trình khác của chính phủ cho đến cuối năm tài khoá này, ngày 30 tháng 9. Hạ viện đã thông qua dự luật hồi đầu tuần này và hiện giờ dự luật chỉ chờ được trình lên Tổng thống Joe Biden để ký thông qua. Dự luật được Thượng viện thông qua chỉ vài giờ trước khi ngân sách hiện thời cho những chương trình trên hết hạn giúp tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ. Cuộc bỏ phiếu giải quyết một phần cuộc chiến gay gắt kéo dài nhiều tháng ở Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề chi tiêu chính phủ, có thời điểm khiến Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát không có người lãnh đạo trong ba tuần. Mặc dù vậy, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ phải tiếp tục thảo luận về một gói ngân sách lớn hơn để trang trải chi tiêu cho các vấn đề quân đội, an ninh nội địa, chăm sóc y tế và các chương trình khác. Ngân sách cho những chương trình này hiện tại dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 22 tháng 3. Tổng hai gói ngân sách có thể lên tới 1,66 nghìn tỷ USD. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa cực hữu yêu cầu phải cắt giảm chi tiêu hơn nữa để đối phó với nợ công đã ở mức 34,5 nghìn tỷ USD. Thưa quý vị, Đài CNN mới đây đưa tin, trong chuyến khảo sát khảo cổ trước khi xây dựng những tòa dân cư mới, các chuyên gia đã phát hiện ra khu mộ tập thể của bệnh nhân dịch hạch gần Sis Sebastian Spito, trung tâm thành phố Nuremberg, miền nam nước Đức. Họ đã khai quật khoảng 1.000 hài cốt và ước tính con số cuối cùng có thể lên đến hơn 1.500 hài cốt. Nhóm chuyên gia cho biết đây có thể là khu mộ tập thể lớn nhất từng được khai quật tại châu Âu. Theo Melanie Langben, Chuyên gia tại Cơ quan Bảo tồn Di sản của Nuremberg, họ đã xác định được 8 hố trôn, mỗi hố chứa vài trăm hải cốt. Leng Ben nói, những người này không được chôn cất trong nghĩa trang bình thường dù Nuremberg có những nghĩa trang dành riêng cho dịch hạch. Điều này cho thấy khi đó có một lượng lớn người chết cần chôn cất trong thời gian ngắn mà không quan tâm đến những tập tục mai táng của cơ đốc giáo. Kể từ thế kỷ 14, thành phố Nuremberg hứng chịu các đợt bùng phát dịch hạch cứ mỗi 10 năm, khiến việc xác định niên đại số hải cốt gần St. Sebastian Spital gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, nhóm chuyên gia còn phát hiện một bản ghi chú từ năm 1634 miêu tả về một đợt bùng phát dịch hạch đã lấy hơn 15.000 mạng người trong giai đoạn 1632, 1633. Bằng chứng này đã khiến nhóm nghiên cứu kết luận những hài cốt cổ xưa trong khu mộ nhiều khả năng tồn tại từ đợt dịch 1632, 1633. Thưa quý vị, Ủy ban An toàn Hàng không Quốc gia Indonesia KNKT mới đây kêu gọi thiết lập một cơ chế giám sát tình trạng mệt mỏi của phi công tốt hơn sau khi một cuộc điều tra cho thấy cả hai phi công trên một phi cơ thương mại đã ngủ quên vào hồi tháng 1 vừa qua. Báo cáo sơ bộ KNKT cho biết, một cơ trưởng và cơ phó đã đồng thời ngủ trong khoảng 28 phút trong chuyến bay của hãng Batik Air từ phía Đông Nam Sulawesi đến thủ đô Jakarta vào ngày 25 tháng 1 vụ việc dẫn đến hàng loạt lỗi điều hướng phi cơ nhưng 153 hành khách và 4 tiếp viên trên chiếc Airbus A320 vẫn an toàn trong chuyến bay kéo dài 2 giờ 35 phút. Báo cáo cho biết, một trong hai phi công đã không nghỉ ngơi đầy đủ vào đêm trước chuyến bay. Khoảng nửa giờ sau khi phi cơ cất cánh, cơ trưởng nói với cơ phó rằng anh ấy sẽ nghỉ ngơi một lúc. Tuy nhiên, sau khi nắm quyền điều khiển phi cơ, cơ phó cũng đã vô tình ngủ quên. Trong thời gian hai phi công ngủ gật, Trung tâm kiểm soát không lưu ở Jakarta đã cố gắng liên lạc với phi cơ nhưng không nhận được phản hồi. Khoảng 28 phút sau, cơ trưởng thức dậy và đánh thức cơ phó, trả lời chạm không lưu và chỉnh lại đường bay. Máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn. Các nhà điều tra không nêu danh tính các phi công nhưng cho biết họ đều là người Indonesia ở độ tuổi 32 và 28. Thưa quý vị, Quan chức Trung Quốc mới đây đã bắt đầu lên tiếng sau khi truyền thông Mỹ đưa tin rằng Ấn Độ dường như đã điều thêm 10.000 quân tới khu vực biên giới để củng cố phòng thủ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 8 tháng 3 cho biết, Bắc Kinh tin rằng hành động của Ấn Độ nhằm đưa thêm quân tới biên giới tranh chấp giữa hai nước là không có lợi cho việc giảm bớt căng thẳng. Theo truyền thông Ấn Độ, 10.000 quân nhân này sẽ hỗ trợ nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới dài 532 km với Trung Quốc ở Uttarakhand và Himachal Pradesh, hai vùng giáp với dãy Himalaya. Bà Ninh cho biết, chúng tôi tin rằng hành động của Ấn Độ không có lợi cho việc bảo vệ hòa bình và không có lợi cho việc giảm bớt căng thẳng giữa hai bên. Năm 1962, Trung Quốc và Ấn Độ đã nổ ra chiến sự dọc theo các phần của đường biên giới dài 3.800 km chưa được phân định rõ ràng. Căng thẳng nóng lên trong những năm gần đây khi hai nước xảy ra các cuộc đụng độ tại những khu vực tranh chấp. Tình hình trở nên leo thang căng thẳng sau cuộc đụng độ của Trung Quốc và Ấn Độ ở Thung lũng Galwan vào năm 2020, vụ việc khiến 24 người ở hai bên thiệt mạng. Kể từ cuộc giao tranh, căng thẳng giữa hai nước liên tục leo thang khi các bên đều khai triển quân nhân và vũ khí dồn dập tới các điểm nóng. Tuy nhiên, hai nước sau đó đã thống nhất xuống thang căng thẳng ở biên giới và cũng bắt đầu rút bớt quân, xe tăng, khí tải quân sự khỏi khu vực tranh chấp. Hai bên đã tổ chức nhiều vòng đàm phán quân sự để giải quyết căng thẳng. Trong đó, Ấn Độ nhấn mạnh rằng quan hệ với Trung Quốc không thể trở lại bình thường, trừ khi các vấn đề biên giới được giải quyết. Kính thưa quý vị, bản tin tổng hợp của kênh 60 Giây Tương Hoa đến đây đã kết thúc. Một lần nữa, Quốc Huy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.